Mỹ thuật Nguyễn Thúy Bảy. Xin chào mọi người, chào các bạn. Và hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bài phần dựng hình. Ví dụ như các bạn nhé, và phần này là mình hướng dẫn các bạn là như người ta đang ngồi để cho các bạn dựng một tấm hình chân dung phác họa cho khách hoặc là bạn bè anh em. Thì về và cái hình mẫu này thì là người ta nghiêng. Đấy, người ta nghiêng, chưa nghiêng hẳn, người ta nghiêng thì người ta nghiêng hơn 30%, thì các bạn mình hướng dẫn các bạn vẽ theo hình tròn các bạn nhé, theo hình tròn này, hình tròn. Thì các bạn lưu ý cho mình cái hình tròn này thì nó sẽ nằm vào dưới đáy mũi này, tròn đáy này. Để chọn đây thì cái phần này về cái hình chân dung thì các bạn nó phải nắm phải nắm được cho mình cái phần cấu kết của hộp sọ, phần hộp sọ của con người thì các bạn mới dựng được cái hình khối của con người lên được. Thì đây mình sẽ cùng các bạn mình sẽ vẽ hình tròn. Chọn. Các bạn chú ý cho mình cái bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết thật kỹ, còn không tua một chút nào, và mình hướng dẫn các bạn từng chi tiết. Nó hơi lâu một chút thì các bạn cố gắng xem hết video để các bạn nắm được các cái kiến thức về phần dựng hình. Nhất là các bạn mới thì các bạn nên xem hết video này. Về phần người đứng nghiêng thì các bạn nên vẽ cho mình là bằng phương pháp hình tròn chứ không phải phương pháp hình thẳng được. Nếu hình vẽ đường thẳng thì các bạn sẽ không lấy được cái phần đầu, nó sẽ rất khó. Đấy. Thì cái cấu kết của ngành chân về về phần chân dung của con người thì cái hộp sọ biết là như cái hình mặt trực tiếp thì hộp sọ thì người ta sẽ vát hai đầu nha các bạn nhé, vát hai đầu. Thế còn hình mà người đứng nghiêng hẳn, đấy, nghiêng hẳn này thì cái phần vát nó sẽ nằm vào giữa giữa vát của hộp sọ nằm ở giữa, thì nó không tròn cái quả bóng các bạn ạ, vát hai đầu này. Đấy. Thì cái phần mặt đây, mặt sẽ cái cấu kết mặt đây, với mặt mũi này, miệng này, đấy, cằm, đấy, cằm, người ta thế này. Thì phần tai thì đã thấy chia đôi, phần tròn này, ở tròn đấy là tai này, đấy. Phần chân mày này, chia đôi thì cái tai nó sẽ nằm ở đây, tai sẽ nằm ở đây, bắt nằm ở đây, đấy. Phần đấy, hộp sọ cấu kết của hộp sọ sọ đây là phần nghiêng, phần này thì không nghiêng hẳn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài hôm nay ở cái phần ở đằng nghiêng thì có một phần thôi. Thì rồi thì các bạn lấy cho mình cái trục nhé, lấy cho mình cái trục. Thì cái phần này người ta mặt người ta sẽ hơi ngửa ở đây này các bạn này, ngửa ở đây thì cái phần trên này nó sẽ rộng hơn cái phần dưới này. À. Rồi, các bạn lấy cho mình đặt giữa cái đường trục tâm mặt này. À. Kéo xuống đây thì nó dưới này nó sẽ hẹp hơn. À, hẹp hơn, phần này hẹp hơn này. Ở mình vẽ chỉ đậm đậm tí cho các bạn để các bạn xem nó dễ hơn. Cái phần thủng phần phần vát vào tròn thì nó sẽ nằm đấy, mình lấy cái tâm của ngang của vòng tròn đây, thì nếu người ta thẳng thì nó thấy cái tâm nó sẽ ngang tâm của vòng tròn này, nó sẽ chính này. Nhưng người ta hơi ngửa lên các bạn sẽ lui xuống một chút này thì các bạn sẽ lấy được vòng tròn nó lên đâu. À, con ở của mình à, các bạn chia đôi cho mình cái vòng tròn này ta, vòng tròn
Rồi, cái phần này thì các bạn nhé, vòng tròn này, cái hộp phần vòng tròn này thì nó là cái hộp sọ thì sẽ nằm vào cái phần mũi nhé, phần mũi thì ta sẽ nằm, mũi sẽ nằm vào đây. Rồi, ok, nằm vào đây. Đấy. Phần trán, trán thì nằm ở đây. Chán thấp hơn cái cao hơn phần chán về vật mình sẽ lấy đi đây thôi. Mình chưa đôi cái phần này ra, chưa đôi cái phần này ra. Đấy, chưa đôi nó bằng đây và lấy được cái phần cầm này. Rồi mình sẽ được 3 phần bằng nhau, 3 phần bằng nhau. Cái đường chân mày này, đây là đường mũi, đường chân mày này thì các bạn chú ý cho mình để mình kẻ nó nhát đi. Cái đường chân mày này các bạn nhìn cái hình mẫu nhé, hình mẫu thì nó cái chân mày bên phải của cô gái cao hơn thì các bạn vẽ nó theo cái trang đấy, các bạn và mặt người ta hơi ngửa lên thì hơi ngửa lên thì cái đường chéo này nó sẽ hơi lên một chút nhá. Đấy, nó sẽ hơi lên một chút này chứ nó không vuông cái trang đấy, nó lại hơi lên một chút. Rồi. Và cái tay nó sẽ chéo xuống. Đấy, chéo xuống chia này, nó chỉ là tạm thôi các bạn ạ, không cái phần này chỉ tạm thôi. Rồi khi mình được cái phần này rồi thì các bạn cùng mình vẽ vẽ mắt. Phần hướng dẫn thì bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết. Cái đường chung trục mặt các bạn nhé thì nó nằm giữa vào để một quả giữa hai chân mày này cho đến đường nhân chung này và xuống cằm và giữa hai cái răng cửa miệng thì mình sẽ lấy cái chân mày để vào đây, để hai quán mình để hai quán bằng nhau đi, mình được sẽ được cái chân mày, mình thấy được cái chân mày từ đây ra đây nhé. Chân mày mọi người sẽ vẽ nó rộng rộng ra nhé, rộng, nó tương đối rộng ra cho nó rộng dài, nó tương đối chuẩn được. À, ok, chân mày bên này, làm sao vẽ đủ được cái độ dài, độ phần dài rộng thì cái chân mày thì các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn, thấy các bạn thấy dựng hình nó rất là chuẩn. Mình làm đến đâu mình tải đi chút. Đấy, thì được cái chân mày của nó thế, hai cái điểm các bạn thấy ước lượng này cho mình là hai cái đầu của chân này. À, thì mình cua phần mũi nhá. Đấy, cái đường sẽ nằm ở đây thì các bạn để cho mình cái đường nhân trung đây, các bạn nhân trung thì nó nằm vào gần giữa lỗ mũi này, gần giữa lỗ mũi thì các bạn vẽ cho mình cái lỗ mũi trước đi, vào giữa này. Đấy. Các bạn lấy được các điểm. À, mình đã được cái lỗ mũi này. Đấy. Thì mình phải ước lượng được từ ở đây ra, phần ở đây ra. Được cái phần ở đây ra thì được cái cánh mũi nó sẽ rộng đến đâu. Đấy. Làm đâu mình tải nó đi cho các bạn cho nó gọn, các bạn nhìn nó dễ rút. À, mình tạm cái đá nhá. Ở cái cánh mũi thì các bạn ước lượng cái độ rộng bao chân mày thẳng xuống thì lấy được cái ước lượng được cái độ rộng của cái cánh mũi. À, ok. Phần mắt,
Phần thì khi mình được cái chân này rồi, các bạn để ý cho mình, để cho mình là cái phần bắt thì các bạn để cho mình từ chân mày xuống đến mi mắt trên nhé, mi trên mắt. Đấy. Bây giờ là cái đường, bây giờ mình cứ ra là cái đây là cái đường đường mi đường, đường mí trên này, ra đây đường mí dưới này. Đấy, mình để được này. Đấy. Các bạn phác họa cái mắt cho nó là tương đối rộng giống này, là tương đối rộng và dài. Đây, tương đối này. Khoanh cái tròng đen lại. Mình vẽ cái tròng đen cho nó đen đen chút chút đi, không sao ạ. Rồi, và đã ước lượng được từ cái mi mắt trên lên đến chân mày. Cái mắt bên phải thì các bạn lưu ý cho mình là thấy ngắn hơn cái chân mày nhé, thì nó vào đây thôi, ở đây thôi, đây này. Và các bạn để lại cho mình từ cái điểm chân mày xuống đến đây là được mí mắt trên này, mình sẽ ước lượng là mắt trên này. Đấy, và độ dài là cái chân mày của mình là đây, thì cái mắt mí mắt của mình nó ngắn hơn một chút xíu nhé. Đấy, mắt ngắn một chút xíu này. Để mình được cái đuôi mắt và cái độ dài của mắt. Và hôm nay mình sẽ khúc tua, mình khúc tua mình hướng các bạn chi tiết, các bạn cố gắng xem, các bạn hết video, các bạn nhớ nhấn hay, các bạn nhấn chia sẻ và nhấn đăng ký cho mình, giúp mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các bài, sẽ có bài các bạn hiểu bài hơn, sẽ có nhiều video bổ ích. Đấy. Phần miệng các bạn chú ý cho mình, phần miệng là từ mũi đấy, mũi này cho đến cằm đây, cằm đây, thì cái môi phần nửa của cái phần này, ở đây đây là nửa này, đây nửa này, đó là thì cái môi dưới nó sẽ dưới phần nửa một chút này, các bạn khoanh lại cho mình tạnh tạm đấy nhá. Phần trên thì các bạn sẽ để lấy cho mình từ mũi xuống đến môi trên, môi trên này. Ở đây mình để ước lượng sao cho tương đối chuẩn. Và cái đường chữ V của miệng là nằm vào giữa cái, nó là đường nhân trung đấy các bạn. Đường nhân trung thì các bạn sẽ lấy được cái điểm trung tâm của cái môi nó lõm xuống đấy. Phần độ rộng miệng các bạn lấy thẳng cho mình. Điểm trắng các bạn nhìn này, thẳng xuống, các bạn cứ dựa vào những cái phần mà mình đã vẽ được rồi thì thẳng xuống đây thì mình sẽ lấy được cái độ rộng miệng, mình lấy được miệng thì các bạn cua xuống, lại để nối xuống cái môi dưới. Đấy, khoanh lại. Đấy.
quay lại. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ nó hơi đậm, mình sẽ vẽ lấy cái độ dày của cái môi trên trước nhé. Lấy cái độ dày của cái môi trên trước. Thì nó nhẹ quá. Dựng hình thì các bạn nên vẽ mờ mờ, các bạn vẽ chỉ 4B 5B, các bạn đừng vẽ chỉ về cái phần môi mắt là đậm, các bạn không nên vẽ chỉ 2B, 2B đến lúc các bạn duy trì và tối vào thì nó sẽ bóng. Nó bóng. Thế là các bạn sẽ được cái môi trên thì bạn đã lấy phần răng cho nó tương đối dài răng. Còn cái phần môi dưới thì mình sẽ lấn xuống, lên lấn xuống là được. Đấy, chia cái răng thì các bạn cũng thì cái đường chung đây thẳng thôi thì các bạn chia cái răng ra cho mình vào trung tâm đấy thì được cái phần cái răng đến đâu phần này mình chia răng ra. Răng nào hẹp hơn, răng nào rộng hơn, gắng vẽ cho nó rộng, nó chia cho nó tròn và tốt. Đấy. Cái môi dưới thì về thế cần độ dày xuống thì các bạn sẽ vẽ kéo nó xuống và kéo lệ và đẩy lên, mình điều chỉnh được cái phần môi dưới lên xuống. Và cái môi trên thì đã căn cứ có cái cách của của mũi rồi, các bạn không thể điều chỉnh được nó lên được nữa. Phật cằm đây bạn, mặt cằm thì sẽ nằm đây, mình sẽ cua được cằm lên này, cua cằm này tải những cái phần không cần nữa, phần không cần mình sẽ tải đi. Đấy, cái môi trên các bạn sẽ sau này mình sẽ phải điều chỉnh nhiều nữa chứ không ép một lúc được đâu. Phần nào cần mình tải đi. Về phần tai nhé các bạn nhé, về phần tai thì mình đây van đây là đẹp đấy, về trên của tai này, còn cái phần dưới là các bạn người mẫu sẽ dưới dưới cái tai sẽ nằm dưới đây một chút này, nằm dưới đây một chút này. Mình sẽ khoanh tạm cái tai đây, tạm tai đây. Ok, đấy, ta đã được cái mắt mũi,
tay. Bạn dựng chỉ 2B, như nếu các cái chỗ để môi để ăn đấy các thứ các bạn sẽ dùng chỉ 4B 5B thì nó đến đoạn nó không có độ bóng và nó trơn trượt. Khi mình cho dùng mình đánh đen lên thì mình cho chỉ 7 8B vào là nó sẽ trơn trượt, nó không có độ fit như mới được. Rồi phần tóc các bạn nhé, các bạn đây để từ cái mày mày mình đã chúng ta đã vẽ được cái mày rồi, cái chân này thì tương đối rồi, thì để mình sẽ lấy cái từ mày ra đây mình sẽ ước lượng cái tóc để cái tóc đây. Đấy, mình đã để cái phần trái dương và phần trên này thì các bạn lưu ý cho mình là phần của cái chỗ cua của tóc này, cua này đấy thì nó sẽ nằm ở trên giữa cái lông mày này thẳng lên nhé, giữa lông mày này thẳng lên nó sẽ nằm ở đều này này, đấy, nằm ở đều này. Thì những cái chiều cao của cái từ trán lên thì các bạn sẽ ước lượng cho mình, ước lượng cho mình là nằm ở đây, đấy, là nằm ở đây. Đấy, thì mình sẽ lấy được cái điểm tóc này đấy, nối với cái điểm này và cua vào phần tai. Cua phần ta và mình lấy được cái mai, phần tóc của mai. Đấy. Đó. Ok, mình lại tải cái phần này đi. Rồi về phần chán thì bây giờ mình sẽ lấy chán thì các bạn đối diện cho mình là thẳng từ đầu giữa đường này lên này, đường giữa của hai chân mày lên này, thì mình sẽ lấy được cái điểm đây, cái điểm của chán này mình được cua này, cua và các bạn sẽ lấy cho mình khi cái mắt mình được rồi thì cái phần mắt này rồi đấy, thêm nối lên này mình được cua thì thêm nối được cái phần trán này vào đấy, mình được phần trán này, phần đây, chỗ này mình cua phần mắt này. Đây quan tính cho mình từ mũi ra, cái phần từ mũi ra mình đã được phần mũi là tương đối chuẩn này, thì mình lấy đan đây mũi theo hình mẫu đây thì mình sẽ cua được ra phần này ra đây. Đấy, bạn lại cua này. Đấy, bây giờ đến miệng này, miệng thì lấy được phần này, phần từ cái hơi ra đây. Đấy, thì mình sẽ nối lên được. Mình sẽ nối lên được. Đấy, thì mình sẽ vẽ được cái cằm. Các bạn cứ cua từ từ, nếu không được các bạn đã tí nữa mình còn nhìn tổng thể nhé, bạn sẽ lấy được cua đá xong rồi mình sẽ lấy tổng thể, mình mới nhìn được cái tổng thể, mình chỉnh phải chỉnh sửa mình thêm hoặc bớt nha các bạn mới nắm được. Đây
tay, các bạn đặt cua cầm cho mình. Nó hơi nghiêng nên là hơi vướng chỉ. Cái quai hàm người ta thì cũng tương đối là cái đường cong, tương đối là lượn chút. Đánh dấu điểm này. À, chúng ta đã được cái khuôn mặt tương đối đấy các bạn hình cho mình. Thì bây giờ đấy, ví như đường này là cái phần trán bên này nó hơi cao thì các bạn sẽ chỉnh vào đấy, chỉnh vào cái phần nào cần chỉnh đấy, cái chiều này cho hẹp thêm này đấy, từ chân mày xuống này đấy, cho hẹp thêm này đấy, các bạn nhìn tổng thể cho mình cái trong cái khuôn mặt này đó nhá. Đấy, hẹp thêm này. Rồi cái phần này về phần tóc, tóc thì cái hộp sọ các bạn ạ, lúc đó mình ấy cái hộp sọ tai đến đây đấy, hộp sọ đây và cua vòng với cái tai đây, vòng tai đây, cái hộp sọ sẽ nằm đây. Thì cái phần tóc thì các bạn sẽ lấy cho mình từ cái tai ra đấy, tóc mình sẽ lấy từ cái tai ra này, điểm điểm ở đây này đấy, là phần tóc từ cái tai ra này. Thì trên này cái đường chéo đây, đường rẽ ở đây này. Này, thì mình sẽ lấy phần độ dày của tóc nhé, dày của tóc này vào đây này. Đấy, tóc này. Đấy. Tóc thì đến đoạn mình sẽ vuốt sau, vì bây giờ mình lấy ấy đó, mình lấy tổng tổng của nó đấy, mình mới biết cái bố cục sao mình đạt được chưa. Đó, thì phần tóc các bạn sẽ lấy được cái phần tóc độ dày lên đây, các bạn sẽ lấy cao lên này đúng không, các bạn đã lấy cao lên này. Đấy thì các bạn cứ khoác cho mình đi, khoác tạm cho mình đi đấy, rộng này mình lại lớn ra, không có giản, không có gì đấy. Phần tóc thì nó rất đơn giản thôi, tóc thì có thể là mình thay đổi được, cho tóc dày thêm hoặc có cho mỏng hơn đấy, là tùy cơ bản nhất cái tự cái khuôn mặt ấy, như là cái cần phải đòi hỏi cái độ chính xác và cái nhất là cái phần nhìn, cái quan mắt nhìn mình nó rất quan trọng. Đấy, phần mà hết cái này thì bây giờ chéo dưới đây các bạn, này là dưới nó sang ngang với cằm này. Đấy, cằm thì tóc thì mình cái đây, đây mình cái cua đây, đấy là phần tóc chéo ra. Còn phần dưới, phần dưới này thì khi mình đã được cái tai rồi thì mình sẽ lấy cái cổ, lấy được cái gáy nhá, cái gáy phần cổ. Đấy, kéo xuống, xuống thì cái phần cổ áo này sang ngang này thì nó dưới cằm một tuần này. Đây, sang ngang này, vậy dưới cằm này này. Thế và đối chiếu cái phần tóc này đối chiếu với cái mặt tai này, đối chiếu tai này. Đấy. Thì mình đã được cái góc của cái áo này. Mình đã được cái góc cái áo nha. Áo và mình sẽ được cái điểm, mình sẽ được cái điểm cua. À, cua của họ nối lên cái nhìn này, thì cái cổ áo cái này là phần này hơi dài đúng không, thì các bạn sẽ đẩy thêm lên cho mình, đẩy thêm cái cổ áo lên cho mình đấy, đẩy phần lên okay.
Đấy, mình sẽ cua cái cổ vai nhé. Cầm thì các bạn này, nhìn cho mình sau thông với miệng này xuống này và hoặc là một phần của cầm này. Đấy, phần cầm này thì mình lấy được, mình đã lấy cái phần cổ này, mình có thể lấy bạn nên lấy nó non tí đoạn mình lấn vào nó thế, còn đến đoạn mình lấn vào cái phần đen này thì mình đi cái bút chì nó rất là cao, đi bút chì à rất là nặng thì nó sẽ rất là khó, nó rất là khó tẩy, nên là bạn làm nó non đến lúc mình hoàn thiện thì mình sẽ lấn vào cái phần trắng thì nó dễ hơn, còn mình tẩy thay đổi chỉnh sửa nó dễ hơn. Đấy, thì mình sẽ đỡ lấy được cái phần cổ này. Các bạn lưu ý cho mình cái phần về phần thực hình thì các bạn như bài hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn đã như phần này là nó tương đối là giống, thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ thế thế nếu các bạn vẽ thị trường mà các bạn mở vẽ kỹ mắt mũi như mình thì các bạn sẽ hết thời gian và các bạn sẽ không đạt được bài, thì các phần các bạn sẽ đây là mình làm vẽ mắt với cái thứ đậm cho các bạn bạn nhìn rõ thôi các bạn nhé, lưu ý hộ mình cái phần đó các bạn nhé. Cái phần thực hình mình đã hướng các bạn đã xong phần thực hình bài hôm nay. Đấy, thì các bạn sẽ vào hoàn thiện, các bạn vào hoàn thiện thì các bạn sẽ để nằm cái bút chì cho mình, các bạn sẽ chì các bạn lấy chì 2B nhé, các bạn lấy chì 2B cho mình, các bạn sẽ đánh cho mình tách các cái mảng tối này ra, tách cái mảng tối và đánh các cái phần của chân tóc này, xong các bạn sẽ trong mình để vuốt tóc sau, các bạn đánh trước đi xong vuốt tóc sau và các cái tách cái phần sáng tối ra, phần cái phần sáng tối ra. Rồi, các bạn nghiêng này các bạn sẽ đánh nhé. Các bạn lấy giấy các bạn đi các loại giấy ăn nhé, lấy giấy ăn các bạn đi xong các bạn lại tẩy làm sao để làm sao cái nước da nó mịn mà và cái tách cái mảng sáng và tối ra thì sẽ lên được cái hình khối và được một bức tranh rất là đẹp, giống với giống không các bạn, do các bạn cũng do chỉnh cái chi tiết các bạn nắn nót và các bạn nhìn làm sao con mắt mình nhìn nó chuẩn, trước mắt là các bạn mới thì các bạn cứ dựng hình như phần này đã, như các bạn mà đạt được cái phần dựng hình như thế này mà đạt được như này rồi thì các bạn khi vào hoàn thiện thì nó rất là giống, nên như thế này là các bạn nhìn đó là nó phần trăm giống nó rất cao rồi, năm phải được 60% rồi các bạn nhé, 6% nếu các bạn vào hoàn thiện hình khối cái thứ mà làm đẹp vuốt tóc cái kiểu thì nó đẹp, thì nhìn được cái chân thiện và cái mắt với cái thứ làm sao cho nó có cái hồn, và mỗi bức tranh mình vẽ thì cũng vẽ một người khác nhau thì mỗi người cũng ngày này mỗi người nó có một cái tình cảm, như mình vẽ bức tranh người ta thì mình cũng thấy như để người ta là bạn mình hôm nay gặp bạn mới và bạn mới bạn có tình cảm với bức tranh mẫu và tình cảm với cái bức chân dung của người ta, nó mang cái sự đam mê và cần cù hơn, có động lực hơn. Đấy, các bạn tách khoảng tối tháng này thôi mình. Đấy, đấy, thì các bạn đã các bạn tách là các bạn dựng, khi các bạn dựng chuẩn này thì các khi mình vào hoàn thiện thì mình sẽ có một bức tranh rất là đẹp tuyệt vời giống.
lại các bạn đánh nhé. Đây, cho nó hòa đồng sáng tối, tách mảng tối sang đấy. Cái mảng sáng tối rất là quan trọng. Đây, phần cổ ở đây thế, phần cái thế thì được tối được các bạn đánh cho mình này, các bạn đánh đi. Đánh cho nó sáng tối, cho nó hòa đồng với sáng này, dần dần ra này. Đấy. Các bạn đánh những kiểu nào đánh, đánh như đánh kẻ theo đường thẳng đường kẻ. Đấy, tùy đấy là cái đấy là tùy của mỗi các bạn. Rồi trong khi đánh xong thì các bạn mới lấy chì 18B, chì 10B, 12B thì các bạn sẽ đánh các điểm đen này đúng không? Đấy, thì nó rất đơn giản thế. Các bạn cứ cho non đi thì các bạn ví dụ muốn lớn vào trong này nó rất dễ, vì các bạn muốn lớn này bạn nó rất dễ. Nếu các bạn mà bây giờ phải tẩy cái phần mà mình ghi bút nó đen rồi thì các bạn rất là khó, cứ dần dần thôi, không nên vẽ nét ngay từ đầu đến lúc mình thay đổi mình tẩy nó khó. Rồi ok, mình xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn, chúc các bạn mạnh khỏe. Các bạn nhớ nhấn like, nhấn đăng ký ủng hộ mình. Nếu bài hôm nay thì hay, các bạn sẽ bấm chia sẻ để cho các bạn cùng biết, và các bạn nhấn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được các bài hay và bài mới nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn, chào các bạn.